Vẫn đang có mặt tại trung tâm thương mại của Khói Châu để review cho anh em tiếp tục một con X-Men nữa. Thì con này là một trong hai con mà hôm trước là mình đi có việc mình review ấy. Đấy, cho nên là con Jack thì lên rồi, thì lần này là đến con này. Hôm nay review nốt cho anh em xem. Rồi, thì cameraman quay một vòng đi. Quay một vòng đi, tổng quan đi. Xin giới thiệu với anh, thì đây là một con X-Men đã được thằng em mình nó độ lại gần như là bây giờ chả còn cái gì là zin nữa rồi. Nói chung là không còn cái gì zin nữa rồi. Đó. Thì bây giờ mình cho anh em xem một vòng rồi thì mình sẽ đi vào chi tiết từng món đồ nhá. Rồi. Ok. Thì điểm đầu tiên mà mình muốn nói đến con xe này thì đầu tiên luôn này, mình vào thẳng vấn đề luôn là cái gắp. Đó. Thì thật sự là mình từ trước giờ mình chưa nhìn thấy cái con gắp nào nó khủng khiếp như này anh em ạ. Có thể nói là một trong số những cái con gắp là chế hoàn thiện đầu tiên tại Việt Nam luôn. Ở đây chúng ta có một hệ thống gắp được chế từ hợp kim này, là hợp kim inox anh em nhé. Inox chứ không phải sắt đâu. Đấy, chiếc gắp này hoàn thiện thì nó đã rơi vào khoảng mười mấy cân rồi anh em ạ. Thì mình nói sơ qua cho anh em xem nhá, cái gắp này được cấu tạo như nào nhá. Thì ở đây chúng ta có một cái phần ống giữa này. Đấy, một cái phần ống giữa này, ống này thường thường là lắp cho những cái công ty xí nghiệp để dẫn chất thải dẫn chất lỏng các thứ dầu giết các thứ ấy. Nói chung là cái độ dày của nó rất là dày luôn, rất là nặng luôn. Đó, thì có một phần ống giữa này. Hai bên thì đã được kết cấu bằng hai miếng inox phẳng anh em nhá, phẳng nhưng mà rất là dày anh em nhỉ. Em quay gần đây cho anh. Đấy, cái độ dày của nó rất là dày luôn này. Đó, rất là dày. Cái này tầm khoảng phải 8 ly ấy nhỉ. 8 ly. Đó, thì ok em ấy đã gọi là cắt tiện nguyên một miếng này, đấy để làm hai cái phần hai bên. Đó, xong đó hàn vào. Hàn vào xong này tiếp tục là cái pad này. Cái pad này anh em mình nhìn rất là dày luôn này. Đấy, cái pad lắp vào phần khung xe rất là dày luôn. Đó. Có thể đây là một trong chiếc gắp đầu tiên và cũng là độc nhất của Việt Nam luôn anh em nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta nói đến phần động cơ đi. Nói chung là mình sẽ làm một bài review nhanh nhưng mà đánh giá chi tiết cho anh em xem. Động cơ này thì là động cơ 1000W này. Đó. Kèm theo đó là chạy IC Votul 50. Votul 50 nhưng mà là Votul thường anh em nhé. Đó, đây, chúng ta có thể nhìn thấy Votul luôn này. Đó. Dây này là dây kết nối với máy tính để anh em setup cài đặt này. Đó. Con này chạy mấy bình em nhỉ? Con này 6 bình đúng không? Đó anh em. Đó. Mình vẫn phải hỏi lại chủ xe cho chắc là con này chạy 6 bình. Rồi. Tiếp theo, ở đây chúng ta có một phần chắn bùn. Đấy. Chắn bùn này thì cũng mình cũng chả biết nó là chắn bùn gì, nhưng mà cái phần bát này anh em này, đấy. Phần bát rất là chắc chắn luôn, được kết cấu lắp ráp các thứ, lắp nói chung là không phải chế cháo gì anh em, về cứ lắp gọi là lắp như zin ấy. Đấy. Còn test độ bền của cái pad này anh em này. Rất là chắc chắn luôn. Rất là chắc chắn. Và ở đây thì chúng ta lại kèm theo một cái pad nữa. Ở đây thì chắc chắn là chắn bùn của Sharp Power rồi. Thì em cái phần là chắn vào đây để cho nó xin lầy bụi bẩn các thứ nó không bắn vào phuộc. Đó.
Đây hệ thống, anh em thấy hệ thống bát không? Đấy, rất là nhiều bát luôn. Rồi tiếp theo sang bên này em ơi, sang bên này. Ở đây chúng ta có gì? Ở đây chúng ta có hệ thống phanh đĩa sau. Đó, phanh đĩa sau thì đã được em độ lên. Đĩa này thì anh em nhìn phát biết rồi, đĩa này là đĩa 220. Đĩa này là đĩa theo như mình nghĩ là nhập từ bên Trung Quốc ấy. Đĩa này dày thì là độ dày của nó là 3mm anh em nhé. Nó có rất nhiều họa tiết luôn, lỗ tròn này, lỗ tổ ong này, rồi lỗ ấy, rất là nhiều loại lỗ luôn. Rồi tiếp theo đến phần heo. Heo đây thì là heo zin, heo zin của bánh trước đấy, heo 2 bit của bánh trước, nhưng mà đã được em ấy đưa về bánh sau đấy. Và kèm theo đó là dây dầu cam này đấy, cuốn lên nhìn rất là đẹp luôn. Phần bát này anh em này, anh em nhìn phần bát nó cũng dày cơ đó, rất là chắc chắn này đấy. Anh em đập chỉ có đau tay thôi. Rồi tiếp theo thì ở phần chúng ta đi nốt phần đi đằng sau đi. Đây đằng sau thì ở đây em ấy đã chế quả đèn hậu Audi của Exciter 150 và đèn hậu sau đó. Ừ, hai phuộc về một phuộc. Đây anh em có thể thấy xe này là trước tiên là sẽ về đầu tiên xe zin là hai phuộc, nhưng mà em ấy đã về một phuộc này anh em này. Đấy, hàn luôn phuộc bắt vào khắp này đó. Phuộc thì là lò xo đỏ anh em nhé, hai phuộc. Rồi ở đây em ấy còn chế cả mica để có thể gọi là nhìn xuyên vào trong, nhưng mà chả ai mà ngó hẳn vào trong này để mà nhìn lên đâu. Rồi tiếp theo đây chúng ta chống đổ để chân này. Rồi lên trên dàn chân trước đi em ơi. Đây xem này, dàn chân trước ở đây thì chúng ta có mâm trước là mâm 12 inch của mâm zin của xe Jack nha anh em nhá. Con mâm này nguồn gốc của nó là từ cái con Jack Aima của thằng em Hiển sang đó. Rồi bên này thì em ấy đã độ lại đĩa này là đĩa 220, độ dày là 3mm đấy, đĩa gọi là trước sau như một đấy. Kèm theo đó là con heo dầu của Nissin này, heo dầu 2 bit của Nissin đỏ này, dây dầu đỏ luôn này đó. Và không thể thiếu một bộ phục upside down, phục upside down đỏ luôn đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Con này thì nhún thì nói chung là không còn gì bàn cãi rồi đó. Rồi lên trên hệ thống chiếu sáng đi. Thì ở đây anh em đã nhìn thấy cái hộp đèn nó như này chưa? Mình nghĩ là đây cũng là một trong số những cái hộp đèn đầu tiên tại Việt Nam mà làm này. Thì ở đây thì theo như chia sẻ của em thì em đã gọi là gọt cắt và chế mủ các kiểu để cho ra một hộp đèn này đó. Và em mới dán cái này là cái tem đổi màu anh em nhá, tem kiểu màu titanium đổi màu theo góc nhìn đó. Kèm theo đó là một quả đèn bi cầu này mình cũng chưa nhìn thấy bao giờ luôn, cho nên mình cũng không biết là nó tên là gì đó, nhưng mà theo như mình nghĩ là chắc là nó rất là sáng. Ừ, rất là ngầu. Rồi ok, đây chân trống thì khỏi phải nói rồi, Racing Product. Nhưng mà chân trống này là chân trống màu vàng nhưng mà sơn lại màu đỏ anh em nhé. Đấy, chóc sơn hết rồi này. Đấy ok. Rồi sinh nhan này là sinh nhan của Winner anh em nhé. Đấy, theo như mình là cái sinh nhan tam giác của Winner. Ok rồi, tiếp theo đến phần bàn thờ đi. Đấy, đồng hồ Coso này, đồng hồ Coso. Hệ thống công tắc điện ấy thì vẫn công tắc zin thôi. Bao tay của RCB. Đấy, bao tay RCB đỏ này. Đó, ở đây có cả rồi ok. Anh em thấy không? 77V này. Đó, 77V. Rồi. Đồng hồ em quay đồng hồ cho anh. Đây là đến từ thương hiệu của Espero. Đấy, đồng hồ nó cũng khác, hiển thị rất là ít thôi. Đó. Không nhìn gì luôn. Ok. Rồi. Em quay đằng trước cho anh, quay bằng đằng trước. Ở đây chúng ta có hệ thống tay phanh. Tay phanh thì chỉ là tay phanh zin thôi. Đây, tay phanh bên này thì tay phanh zin theo xe. Còn tay phanh bên này thì là tay phanh độ, nhưng mà thuộc dạng là cũng kiểu dáng như kiểu zin ấy. Đấy, tháo xe ra, chứ không phải là mấy cái tay phanh bình dầu rời đâu anh em ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ test hệ thống đèn trước cho anh em xem nhá. Em đứng lùi lùi ra một tí. Lùi ra một tí để chỉnh góc đi. Đấy, mình sẽ test quả bi cầu này cho anh em xem nhá. Nói chung là phuộc nhún rất là êm.
xe đi rất là bốc. Đó, đó là toàn bộ cảm quan của mình. Và một cái điểm mà mình muốn nói cuối cùng chút nào này, là toàn bộ dàn vỏ của con xe này đã được em ấy sơn. Sơn anh em nhá, sơn chứ không phải dán. Đấy, sơn cái màu gọi là titanium đổi màu đấy. Như kiểu đằng trước này, nhưng mà đây là dán, còn đây là sơn anh em nhá. Rồi. Có lẽ là toàn bộ đồ trên xe thì mình đã review gọi là qua rồi. Nếu anh em thấy thiếu sót hay như thế nào thì anh em cứ góp ý ở phía dưới phần mô tả cho mình nhá. Còn mình sẽ, lần này mình sẽ gọi là cố gắng ra thật nhiều video cho anh em xem giải trí các thứ các thứ rồi. Mình quay lại review xe. Song song đó thì mình làm những cái video gọi là ship đồ với cả là bán đồ với lắp đồ cho anh em. Đấy. Thì có gì thì anh em cứ cho mình ý kiến nhá. Còn bây giờ thì bye bye. 2000 years later. Vừa nay mình review thì mình có quên một vài chi tiết anh em nhá. Thì lốp trước thì em ấy đang chạy là lốp size 90 anh em này. Đó. Còn lốp sau ấy, lốp sau thì theo như mình ở đấy thì em ấy lên lốp 130 90 vành 10. Nhưng mà lốp này thuộc dạng lốp mà đi đường trường anh em ạ. Anh em nhìn cái vân lốp này, nó sần sùi chứ nó không kiểu, nó không kiểu nhẵn xong nó kiểu kiểu tia sét hay là mấy cái vân bình thường đâu. Vân này đi kiểu đường trường, đường rừng, đường núi luôn anh em này. Đấy. Khoảng cách rất là ấy luôn. Đó, thì nói chung là mình cũng chỉ bổ sung như thế thôi.